Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng comment và argument ở trong một cái container của một con pod này. Thì trước khi các bạn hiểu về cái, về cái comment và argument các bạn sẽ cần phải biết là nó xuất phát từ đâu. Thì trong cái docker file các bạn sẽ cần phải đôi khi các bạn sẽ cần phải chạy một số cái câu lệnh ví dụ như câu lệnh này của chúng ta là chạy một cái câu lệnh là sleep 1000 giây như các bạn có thể các bạn uh, cũng đã biết rồi là một cái một cái container mình build ra nó sẽ chạy khi chạy hết tiến trình hết cái công việc của nó nó sẽ complete nó sẽ đóng lại nó sẽ coi như là nó không còn chi xuất nó nữa, nữa. Uh, ví dụ hệ điều hành đã chúng ta khởi tạo ra xong nếu mà trong hệ điều hành chúng ta không tạo một gì nó không chạy mới gì đó thì nó sẽ đóng container lại của chúng ta lại ha Uh, cho nên là ví dụ thông thường các bạn dụ chạy một con web server đó thì cái container sẽ chạy nó sẽ chạy mãi mãi còn nếu mà khi mà cái chúng ta tạo ra một container nó chỉ làm xong một công việc đó nó xong ấy nó sẽ tự động nó sẽ complete hoặc là các bạn đã hiểu là nó xóa nhưng mà nó theo theo kiểu là an toàn thì để chạy mới comment ở trong một cái docker file các bạn sẽ dùng thông qua ng và comment thì ng sẽ là cái câu lệnh còn comment sẽ là argument hay là đối số ha. Uh, đây sẽ là trong cái docker file nhưng mà như các bạn biết là đôi khi chúng ta không muốn cái những cái thông số này nó sẽ cố định ở trong cái docker file hoặc là đôi khi trong cái docker file chúng ta không hề cố tạo ra cái entry mà bây giờ chúng ta muốn tạo là chạy chạy cái này ở trong cái Kubernetes manifest đó. thì đối với cái chuyện này chúng ta sẽ cần sử dụng thông qua cái hai cái tham số gọi là comment và argument thì comment sẽ là nó sẽ thay thế cái phần entry nó sẽ override còn argument sẽ là thay thế cái phần Uh, cmd phần comment của thằng docker file thì chúng ta sẽ cùng xem một cái ví dụ ở đây thì ví dụ ở đây mình sẽ build là một cái docker chạy bằng uh, hệ điều hành là ubuntu chạy câu lệnh là sleep 1000 000 giây thì bây giờ mình sẽ dùng cái này mình sẽ tạo ra cái port của mình thì như thế nào nhé mình sẽ copy cái port ví dụ của mình trong những cái bài trước và cái thư mục folder là cmd này mình sẽ paste nó vào đây uh, mình đặt tên cái này là port 1 nhá mình để đơn giản thì mình sẽ để mình sẽ xóa hết những cái đơn giản đi xóa hết những cái mà không liên quan đến cái này đi uh, mình sẽ đặt tên thôi cái này ship không quan trọng lắm cái image mình đã build sẵn ở đây nó là cái image là việt à, uh, à, iks um, iks Ubuntu 1000 này. mình thử không chạy cái port port nào hết và mình cũng sẽ bỏ qua hơn resource nè đây chúng ta sẽ chạy mặc định luôn Rồi chúng ta sẽ thử deploy cái uh, port này của chúng ta lên uh, Chúng ta kiểm tra này kubectl apply-f port 1 rồi, Chúng ta kiểm tra port chúng ta nó running chưa nha Oh running luôn rồi Thì chúng ta thử chui vào coi là cái câu lệnh uh, sleep 1000 giây khi nó đã chạy hay chưa execute-it simd1 Uh, thì câu lệnh để kiểm tra nó chạy được hay chưa thì chúng ta sẽ coi là PS xem tiến trình và xem những cái tham số liên quan dụ chúng ta thấy 1.000 giây nó chạy rồi bây giờ mình sẽ quay về mình sẽ tạo một cái manifest khác mình sẽ override cái cũ uh, và mình sẽ dùng comment port 2 lúc này chúng ta sẽ dùng comment của mình lúc này comment này. comment và chúng ta sẽ chạy cũ là sleep luôn uh, argument đối số đối số nó ta có thể truyền nhiều đối số nhé uh, trong trường hợp mình sẽ truyền đối số là slip 2.000 giây đi thì khi mà thực tế thì các bạn uh, có thể truyền dạng mảng ha, nhiều tham số đô tùy vào cái câu lệnh chúng ta chạy như nào thì để truyền dạng mảng thì các bạn có thể dùng kiểu kiểu này hoặc là các bạn có thể dùng xuống dòng rồi gạt đầu dòng thụt, nhớ thụt vào uh, hai hai tab mà để cho nó theo cấu trúc của dòng một vào thì các bạn nếu các bạn um, chưa nhớ nữa, hoặc là các bạn bị quên này thì các bạn mở lại cái video về crash code YAML của mình à, à, YAML á thì các bạn có thể xem kỹ hơn nè. Đó chúng ta sẽ triển khai con port số 2 này chúng ta. À, cái này chưa được tại vì là tên nó bị trùng nó sẽ triển khai không được ha. Thì trong một nền space các bạn sẽ không thể nào có hai cái tài nguyên tên giống nhau được. Trên này chúng ta đã tạo cái port tên là cmd 1 thì trên này chúng ta phải port một tên là khác. Nó sẽ deploy này. Trước khi deploy chúng ta sẽ kiểm tra có cái có cái nó hay chưa ha. tô apply chứa port 2 rồi nó sẽ create it. chúng ta kêu cái tổ airport rồi running cắt đây 3 giây nha chúng ta sẽ kêu cái tổ execute chữ it cmd 2 này các bạn thấy nó slip mà nó slip 2.000 giây thì, thì cái này nó đã override tất cả hai thứ rồi bây giờ mình sẽ thử override chỉ có một thứ chẳng hạn ví dụ mình copy cái số bả số 2 ra cái port số 3 rồi mình sẽ không có dùng comment nhưng mà lúc này mình sẽ để cho nó là 3.000 giây ha. Thì thì theo nguyên lý thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ override cái cái uh, cái docker file của chúng ta ở đây này. Nó override cái chỗ này thôi còn ng chúng ta không đặt comment nên không có override cái comment này Thì lúc này các bạn sẽ Còn nó chạy như nào nha chúng ta sẽ thử apply này Cupital apply chữ F bot 3 mình bị cái gì đây nó à, nó bị trùng với tên này mình chưa sửa cái tên số này nó số 3 tên này nó sẽ không được không được trùng nhau như lúc mình nói ha capital apply chữ f à, bob ba chấm ra một nhưng mà mình bị hình như chúng này bị ctl rồi port ba đã được tạo ha chúng ta kiểm tra con nó đã tạo thành công hay chưa kêu ai okay, à, chúng ta đã running rồi rồi chúng ta sẽ chui vào nó có override thành thành cái giá trị chúng ta đã đặt tại là 3.000 nghìn và cái slip nó có bị override không nha đây xem d ba đây nó có sẵn câu lên này okay, các bạn thấy nó slip 3.000 giây nha bởi vì rằng mình không hề mình không hề uh, override cái entry point mình chỉ override phần argument thôi rồi trước khi kết thúc bài này chúng ta sẽ thử cái một cái này nữa cái này sẽ là cái khác biệt nhất. Chúng ta sẽ chạy một con box số 4. Uh, box số 4 chúng ta làm ngược lại chúng ta sẽ không override phần argument sử chúng ta sẽ chạy một cái câu lệnh uh, câu lệnh là ls thôi chẳng hạn uh, liệt kê thôi chẳng hạn ví ở, ở, folder nào ở folder root thì liệt kê tất cả các file hay directory nằm trong cái folder này thì theo các bạn đoán nếu các bạn đoán như này thì nó sẽ chạy như nào nếu các bạn đoán đúng thì mình nghĩ rằng các bạn đã nắm được cách sử dụng của command argument này rồi Um, bạn có thể, có bạn có thể pause video này lại nha mình sẽ triển khai con Q có tổ apply chữ em port, port 4 ở oh, chúng ta vẫn create thành công đúng không ạ Bây giờ theo các bạn khi chúng ta kêu có tổ cái port thì nó sẽ như nào ạ đây nó sẽ báo completed ha bởi vì sao bởi vì khi mà cái comment nó over nó nó ghi đè over cái phần entry point á thì lúc này nó không có câu lệnh là câu lệnh sleep mà mấy ngàn giây nó một ngàn giây nữa mà nó sẽ là à, câu lệnh ls mà khi như mình đã nói là cái 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 image này nó chạy xong á ls xong khi nhiệm vụ nó xong thì nó còn complete và khi complete rồi thì mình sẽ không có còn truy xuất cái phần port của nó nữa bây giờ sẽ chúng, chúng ta sẽ cùng cùng thử này nó sẽ rơi vào trạng thái đúng không ạ crash bắt cọp này kêu cái to cái rồi mình này nó trạng thái là con biết tiệt đúng không tại vì nó làm xong nhiệm vụ nó rồi nó có một container và đang không ready ha chúng ta có thể decry cái port này ra sim đi bốn anh xem này, successful nó container migrate thành công, này, start thành công là sau đó thì restart thành công. Thì nó làm xong nhiệm vụ nó rồi ha. Thì đó là cái bài này về comment và ribbon thì khi các bạn sử dụng ấy, sử dụng Kubernetes một thời gian dài hoặc là EKS nó nó, nó, nó riêng ấy thì các bạn sẽ dùng cái comment argument khá nhiều rồi tại vì đôi khi một số các bạn muốn chạy một số cái thủ tục uh, để các bạn kiểm tra rằng con của mình nó sống hay là nó có cần phải restart hay không Hay chạy một số cái thủ tục Khi mà chúng ta khởi tạo lên một con bot nào Đặc biệt sau này các bạn tìm hiểu về phần Một phần prop thì các bạn dùng này cũng rất là nhiều à, Cho nên là bài này thì mình Hy vọng là các bạn nắm được cái phần này Để chúng ta có thể đi xa hơn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi